を閉めさせていただきます。駅伝で次の列車をご利用ください。中野行きドア閉まっております。Chắc là thằng kia Sudan với thằng từng chỗ với thằng nó hỏi ý kiến cái ông thủ quỹ như nào nhá. Vấn đề của anh chắc vấn đề lương lậu ấy. từ trước người ta vào đấy như nào ấy, thằng này nó mới đến nó đâu biết đâu, không có chuyển về. Mình ổn định thì mình phải đi tìm việc khác chứ. Ở hiện tại bây giờ trong đội có 3 đứa, có 1 đứa thế thôi. Giờ đang là không lương. Còn đứa kia giống anh nhưng mà chẳng biết tới đây nó có cắt hay không biết. Thằng này là chỉ tiêu đâu. Thằng này nó không tính, nó bảo rồi khi hôm qua của mình bây giờ nó phải thanh toán xong mới tính. Mình thanh toán xong tính là tháng 82 là của tháng sau rồi, nó nhìn vào cái mình làm tháng vừa rồi nó có hay không. Về vấn đề đấy nó lên lăn tăn nó mới chắc là nó hỏi ý kiến nhau sao. Đi về đi anh không về đâu. Bye. Cầm khóa chưa?
質問よろしいですか。ありがとうございます。例えば会社員の方々に年代別の意識調査でお声かけ。ああ、ちょっと待って。休憩室や延長の原因となりますので、ご了承ください。